còn liên quan đến vụ em học sinh tại Phú Thọ bị bạn đánh, sau đó không nói được trong suốt 6 tháng qua. Thì tin vui mới nhất mà chúng tôi vừa được biết trong chiều nay là các bác sĩ Bệnh viện Châm cứu Trung ương là em học sinh này sau một thời gian điều trị đã bắt đầu nói lại được. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ chỉ cách đây ít phút. Thế hà chào bác, mới lại bác Tâm. Cháu tên là Quyền Thị Phương Hà. Dù còn rất khó khăn để nói được một câu liền mạch, thế nhưng với em Hà và gia đình, đây quả là một kỳ tích. Sau gần 7 tháng, em phải sống trong sợ hãi và câm lặng. Bây giờ em thấy rất vui và em muốn gửi lời cảm ơn. Thành tích như này gia đình chúng tôi rất phấn khởi. Niềm vui không chỉ của riêng gia đình em mà còn là của tập thể các y bác sĩ bệnh viện Châm cứu Trung ương. Các bác sĩ cho biết đã phải tiến hành châm cứu đến 8 lần. Trong đó phương án chủ yếu là dùng phương pháp điện châm, em Hà mới có thể nói lại được. Khoảng ngày thứ 7 thì cháu đã bắt đầu gọi được những tiếng đầu tiên là bố ơi và mẹ ơi rồi. Cho nên đối với chúng tôi là cũng hơi cũng có cảm giác là cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, để nói lại bình thường thì em Hà sẽ phải tiếp tục điều trị trong vòng một tuần nữa. Sau đó, em có thể sẽ được ra viện để trở lại với cuộc sống bình thường. Ước mơ bây giờ là em muốn trở về nhà gặp mẹ và em muốn đi học trở lại. Em nhớ thầy, nhớ bạn bè, nhớ trường. Đúng rồi, cười này rất xinh.